Hello quý vị, hôm nay Tấm Cúc với Ngọc Diệp đi mẹ Nam Hải ở Bạc Liêu nha quý vị. Giờ khởi hành đi nè, đi xuống tới Bạc Liêu rồi Tấm Cúc quay cảnh đẹp cho quý vị coi nha. Coi mẹ Nam Hải năm nay như thế nào ha, 2022. Chỗ thờ bà mẹ Nam Hải đó, ở dưới chùa Bạc Liêu đó. Ngọc Diệp, chào quý vị đi Ngọc Diệp rồi bắt đầu chạy. Rồi em đi Bạc Liêu nha quý vị. Đi trời còn tối nè, đi hồi thì tới dưới thì cài đi tới sáng rồi. Ok. Hello quý vị, Tấm Cúc tới cổng của mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát rồi nè quý vị, tới Bạc Liêu rồi nha. Đây, cổng chào, bà con đông quá chừng đông luôn. Tấm Cúc với Ngọc Diệp đây, tới rồi. Giờ đi qua nè. Để có quay cho quý vị coi nha. Ồn lắm, em cũng không có nói chuyện, cũng nghe không rõ nên em quay cảnh thôi ha. Để cho quý vị biết ngay chỗ cổng chùa nè. Bà con đã đông. Quá đông. Đây là cái đường đi vô cổng nha quý vị. Đây, cái này là vô cổng rồi nè, cái hình của bà Phật Quan Âm là từ ngoài cổng mình đi vô mình thấy phía sau lưng này nha quý vị. Thấy cái phía sau lưng của bà Phật. Bà con ta đi đông quá chừng luôn. Ngọc Diệp nó có đem cây dù theo chứ giờ này nắng. Này cũng 9 giờ sáng mà nắng quá trời. Đi vô Ngọc Diệp đây. Đi vô đi viếng bà Phật ngay đầu năm nha quý vị. Thôi em đi vô tới đó em quay tiếp tục cho quý vị xem đó nha. Đây là ngoài cổng bắt đầu bước vô nè. Ở sau lưng chuẩn bị tới chỗ cái tượng của bà Phật rồi nè quý vị. Để có quay cho quý vị xem gần tới ở trong đây ha, từ phía sau lưng nha. Bà con lại đông quá. Đầu năm, đầu tháng mà người ta đi với bà dữ lắm. Quay cái. Để quay xong rồi cút lại, cút với Ngọc Diệp lại. Sang Ngọc Diệp, để nói cái này cái Ngọc Diệp. Đây chứ. Để cúng cái Ngọc Diệp đi lại cúng bà một cái rồi xong rồi kiếm chỗ nào mát mát rồi ngồi quay cận cảnh cho quý vị coi nha. Phía trước mặt của bà Đức Phật Quan Âm luôn nha. Giờ còn phía sau với lại đông người quá không dám cầm điện thoại để mình quay á. Cho nên là tí xíu cúng kiếm chỗ nào mát mát quay cho quý vị coi nha. Bây giờ em Ngọc Diệp lại cúng bà tí xíu nha. Cúc cúng dường ở đây cái này nha quý vị. Giờ cũng phước thiện. Bà con trong chùa đông quá. Đây là ở ngoài phía trước của chùa nè quý vị. Đầu năm bà con đi chùa nhiều lắm. Giờ Cúc đi qua bên chùa này vô chùa thắp nhang rồi xong ra giái mẹ Đức Phật Quan Âm ở ngoài đây nữa rồi cái đi về. Bà con quá trời đông luôn, chưa nắng mà đông quá chừng luôn. Giờ đi qua chùa đi về. Rồi.
Hello quý vị, hôm nay Tấm Cúc đi dưới chùa của mẹ Nam Hải ở Bạc Liêu á, thì thấy không khí qua Tết này bà con người ta đi quá đông chùa, cho nên làm clip này cho quý vị xem không khí Tết của qua Tết đầu năm của 2022 đó quý vị. Thì ở Bạc Liêu nè, chỗ chùa bà nè, như thế nào, bà con người ta đông dữ lắm luôn nè. Thì Cúc đứng đây, Cúc quay cho quý vị coi. Cúc với Ngọc Diệp đi thì cũng vừa xuống đốt nhang cho bà với lại vô chùa rồi. Thì bây giờ Cúc ra Cúc quay cho quý vị xem cảnh không khí vòng vòng đây tí xíu nha. Để mà năm mới được phát tài phát đạt nha quý vị. Em kính chúc bà con mình dồi dào sức khỏe nha. Trước cầu xin cho gia đình, sau thì cầu xin cho gia đạo. Để Cúc quay cho quý vị xem cảnh chỗ cái đức tượng của bà Phật Quan Âm nè quý vị. Quá đông luôn nha, tưng bừng luôn. Bên đây là bên chùa. Đây là chỗ Đức Phật, Phật Quan Âm. Ngọc Diệp ơi, quay vô nè. Ngọc Diệp nó có đem theo cây dù là đúng luôn. Nắng quá trời nắng rồi có cây dù là hết sảy luôn quý vị. Trong xe lúc nào cũng có cây dù khỏe. Để thôi đi xuống đây nắng lắm luôn. Đây. Tượng bà Phật là màu xanh đẹp cực kỳ quý vị. Quá đẹp luôn. À, đứng trên cái hồ sen nè, rất là nhiều tượng Phật vòng vòng cái khu này, để Cúc có thể đi vòng vòng quay được bao nhiêu tượng Đức Phật thì Cúc quay cho quý vị xem nha. Đây, ao sen quá đẹp luôn, sen trắng luôn. Wow. Giọng chứ bây giờ phải dưới rãng à, đây. Đây là Du Hí Quán Âm quý vị. À, Cúc có đọc được cái tựa này nha, cái tên bà Phật nè, Du Hí Quán Âm nha. Đẹp không? Mặc qua đồ tím tím trắng trắng đẹp ha. Mô Phật. Hello. Thấy bà Phật đẹp quá, bà Phật tím tím trắng trắng nhìn đẹp quá cho nên Cúc quay vô anh tí xíu. Giờ Cúc đi đến bà Phật nó phía trước mặt nha. Bà Phật. Rất là đẹp luôn. Chỗ nào bà con cũng đông hết trơn. Phật này là Phật Bất Nhị Quán Âm quý vị. Ở dưới cái bát hương á có để tên đó, Bất Nhị Quán Âm nha quý vị. À, có Ngọc Diệp xe lưng nè. Nó giái rồi nó cầm theo cây dù gian giái. À, quý vị vậy đó. Tiếp tục đi nữa nha quý vị, đi qua còn nhiều hình Đức Phật lắm đó. Đây quý vị, bà Phật này mặc áo vàng, bà Phật này có tên là Thi Dược Quán Âm. Ở đây có cái cầu đi qua đẹp lắm nè quý vị. Và bên kia. Đây. Wow, cái hồ sen đó nè, quá đẹp luôn. Bà con đi đông nghẹt hết trơn luôn. Sen trắng đẹp. Đi nguyên hình không Lân? Oh.
Hôm nay là mùng 6 nha quý vị, mùng 6 Tết nha quý vị. Đang về trưa nắng mà đông như vậy nè. Sen đẹp quá. Đi lại tới chùa mà có cảnh sen rồi thấy yên tĩnh, thấy rất là đẹp. Đây là Đức Phật Mã Lan Phụ Quán Âm nha quý vị. Mã Lan Phụ Quán Âm. Cô cũng muốn quay để đọc tên để mình về mình coi lại để mình nhớ là Đức Phật tên gì vậy đó quý vị. Mời quý vị xem tiếp cùng em đến nha. À, đây là Đức Phật của mặc áo màu xanh ngọc rất là đẹp quý vị. Nhưng mà Cúc đọc cái tên ra không được tại vì cái tên nó bị nắng mưa rồi đó, nó bị phai màu cái chữ viết rồi nên Cúc đọc không có ra. Thì ở đây đẹp nha quý vị. Rất là nhiều Đức Phật luôn. Đức Phật nào mà cái tên bị phai thì Cúc đọc không được cái gì. Đây là bà Phật có tên là Đức Dương Quán Âm. Đức Dương Quán Âm nghe quý vị. Theo mỗi một cái gần mấy gốc cây cái có một cái tượng bà Phật vậy đó quý vị. Đẹp lắm. Hồi mấy năm trước Cúc có đi này, ở đây là cái chỗ mà có hai cái chép lớn hay gì nữa mới phải không, mà để Cúc coi lại có phải không. Thì có đá màu Phật. Không rồi, kỳ này thì không thấy cá chép rồi, thấy có nước không à. À có cá, cá ục ục, không biết cá gì đây. Chưa nắng lại chỗ có nước cho mát quý vị. Đây cũng tượng Bà Phật mà quay mặt về phía sau. Ở đây chắc cá chép hay là cá gì người ta thả, người ta phóng sanh rồi đó quý vị. Cá chê. Cái gì vậy? Cá chê. À đưa cái gâu lên hả? Có cá chê luôn. Đây nè. Đây nè, cái gâu kìa. À, Bà Phật này quay mặt ra đây, còn Bà Phật phía trước nè quý vị, để cứ quay. Đó, cái đường thẳng ra đó là Bà Phật ở trước đó, quý vị thấy không? Đó. Đi thẳng ra ngoài đó. Là hình của Phật Quán Thế Âm Bồ Tát. Còn vòng vòng hai bên thì giống như du lịch vậy đó. Tượng Phật ở vòng vòng. Cúc Diệp ơi. Hello hoài. Hello hoài. Mỗi lần quay hello, hello. Đây, cái này hiếu kỳ lắm này nha. Cái khoai sứ không thấy chưa mà thấy con chùm bông dễ thương quá nên quẹo vô quay một cái. Dễ cưng không? Đó. Cây lớn nó đưa lên chùm bông dễ thương hết chứ. Đây quý vị ơi, hình Đức Phật màu tím, mặc áo tím nè, đẹp quá chừng à. Quý vị ơi, cái này là cái đường mà cái cổng đi thẳng ra chỗ Quan Âm Bồ Tát đó quý vị. Thì Cúc bây giờ vô cúng nãy giờ với lại đi vòng vòng tham quan những cái bức tượng vòng vòng đó, rất là đẹp. Thì Cúc có quay cũng nhiều bức tượng ở trong cái clip này. Thì bây giờ trên con đường mình đi ra ngoài cổng nè, thì Cúc cũng quay cái đường đi thẳng ra ngoài cổng cho quý vị xem nha. Rồi đi gặp dịp đi dài dài gặp. Đi về này chưa nắng quá quý vị ơi. Nhưng mà rất là đông luôn. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Phật.
những đức Phật, những cái tượng Phật màu xanh ngọc rồi quý vị, đẹp quá ha. Bây giờ mình đi ra đây thêm nữa nha. Ngọc Diệp nó nhiệt tình, nó quay cho em rồi nó quay để lấy cảnh cho quý vị coi nha. Kỷ niệm một năm mình mới đi xuống viếng mẹ Nam Hải một lần mà, cho nên quay nhiệt tình cho quý vị nào mà ở xa hay là chưa có dịp đi đến chỗ mà mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát đó, thì coi trước để mình biết là ở dưới đây nó như thế nào ha. Thì hôm nay là ngày mùng 6 Tết của năm 2022, và đang giờ này là đang giờ trưa nắng luôn. Đang 10 giờ 5 phút trưa nắng. Ở đây là ngay chỗ Bồ Tát quý vị, lại chỗ này là nó gần hơn chỗ đứng hồi nãy xa và gần hơn cho quý vị thấy rõ hình của tượng mẹ Quan Âm Bồ Tát nha quý vị. Nhìn xem qua quá đông luôn. Lại đây tí xíu Ngọc Diệp quay gần chỗ này, đông tí Ngọc Diệp. Bà con nhìn bà con người ta cúng kiến á quý vị, là giống như không có chỗ cúng, phải cúng dài nè, dưới gạch rồi nè, chỗ nào có thể để trái cây hoa quả được cúng được là bà con để hết, tại vì quá đông luôn, mình vô đó mình phải chen á, rồi khói nhang rồi dữ lắm, dưới dịch bệnh rồi đó, mình không dám lại gần chỗ đông á, mình đứng xa tí xíu. Mặc dù bà con thì ai cũng đeo khẩu trang, cũng thấy an toàn lắm. Rồi quý vị ơi, thì nãy giờ em quay khung cảnh xung quanh của cái Quan Thế Âm Bồ Tát đó, của ở Bạc Liêu nè. Thì bây giờ em quay sơ lược qua cho quý vị coi, thì bây giờ em xin phép em đi về nha. Trưa nắng rồi, em xin phép đi về. Cảm ơn quý vị. Bye bye.